Ở đây là cái cây kim điệp các bạn ha, cây kim điệp. Chào các bạn, đây là dòng là lan rừng kim điệp. Kim điệp là những là làng bướm lượng rất là đẹp, bông màu vàng, rất là nhiều bông. Các bạn thấy cái cửa bông như vậy thôi chứ thực sự nó sẽ dài ra tầm cỡ gần một gang tay và rất là nhiều bông trên cái cửa bông này. Một thân của nó có thể là 3-4 cửa bông. Đây các bạn thấy một thân của nó có thể là nhiều cái cửa bông ở trên đó. Đây một thân có thể là một thân một cửa. Đây là đây cứ 1, 2, 3 cửa bông thì giò này nó sẽ nở ra một cái là vàng rực. Nếu đây là cái sản phẩm nhỏ thôi, nếu bạn có tiền các bạn mua sản phẩm mà gọi là bên mình mạng mình ghi là rất lớn mấy triệu bạc á, thì là nó còn mấy chục cái đầu bông như vậy rồi, mà nó dài hơn và nó nhiều bông hơn chứ nó không ít như những giò như vậy đâu. Đây là sản phẩm nhỏ nhất thôi nên mình review cho các bạn coi, là sản phẩm mình giao hàng cho khách. Đây là giò kim điệp trong mùa Tết này nha các bạn nha. Các bạn có yêu cầu, các bạn có yêu thích về lan màu vàng mà rất là đẹp thì chúng ta hãy mua kim điệp này cho các bạn nha. Chào các bạn.